xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một người mẫu rất là cá tính, và cô ấy đã xuất hiện trên rất nhiều sàn diễn lớn nhỏ ở Việt Nam, cũng như xuất hiện và gây ấn tượng với khán giả trong vai trò huấn luyện viên trong các chương trình thực tế. Cô gái ấy chính là Hương Ly. Chào mừng Hương Ly đến với Khẩu vị ngôi sao. Hay là mình quốc thêm vòn coi như là gửi lời chào đến quý vị khán giả được không? Vậy thì em xin mạn phép. Một lời chào rất đặc biệt dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao, đúng không? Rồi, mời Hương Ly về với vòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Mình trò chuyện tiếp nha. Chào Ly đến với Khẩu vị ngôi sao. Gần đây thì thấy Ly xuất hiện nhiều với hình ảnh một huấn luyện viên, mà mọi người nói cô Ly nghiêm quá. Không biết là ở ngoài cô Ly có nghiêm vậy không, hay là đối với các cháu thì cô Ly mới nghiêm như vậy? Tức là cái lúc đó là em cảm giác em đang đấu tranh vì những đứa nhỏ của em. Thì ra là bản thân em là tập trung làm việc là rất là tập trung, nhưng mà đến hồi mà em chơi hoặc những lúc mà em xả mình ra với công việc á, thì em cảm thấy rằng là mình cũng có những cái mặt khác mà mọi người cần phải biết rằng bản thân Hương Ly sẽ cũng dễ thương lắm. Ví dụ như ngày hôm nay em đến với Khẩu vị ngôi sao thì có thể em trò chuyện với chị Hà Thu, hoặc là em có thể chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về một cái mặt nào đó. Bây giờ chia sẻ với quý vị khán giả một mặt nào mà em muốn chia sẻ nè. Thì rõ ràng ngày hôm nay mình đến chương trình Khẩu vị ngôi sao thì em nghĩ chắc chắn là em muốn mọi người biết tới nhiều hơn về cái cạnh ẩm thực của em. Ăn uống là một trong những niềm đam mê rất là lớn bên cạnh công việc của em nha. Trước cái ăn uống cái có nấu không? Có chứ, em thích nấu ăn lắm. Nhưng mà vấn đề là em cực kỳ thích nấu ăn, và em nghĩ là mình nấu ăn cũng khá ổn. Nhưng mà là em làm biếng nấu ăn lắm. Bởi vì cuộc sống em sống một mình, thành ra là em nấu ăn xong mà không ai ăn nên là em không bao giờ nấu. Đúng nữa. Rồi, tôi hiểu em... cảm giác đó. Khi mình nấu xong rồi không có ai thưởng thức cái tự nhiên ăn mình, cho nên nó đâm ra là mình không có cảm hứng để nấu. Rồi bây giờ đến với Khẩu vị ngôi sao thì Hương Ly giúp Thu order hai món ăn mà Hương Ly thích thưởng thức nhất, ghi vào giấy giúp Thu nhé, và không được cho ai biết hết ngoài chị. Ngoài chị, tại vì chị là người của chương trình đó em, chị phải biết để sắp xếp đó. Vậy thì em sẽ ghi hai cái món ăn mà em rất là thích, mà em không bao giờ em cảm giác là em ngán. Có thời gian rảnh hoặc lúc nào nghĩ tới việc ăn là em sẽ chọn hai món đó. Bào ngư vi cá không em? Đương nhiên chương trình mình mấy món đó đắt lắm, em không thể là lúc nào cũng nghĩ tới được. Đúng rồi nha, chương trình của mình cũng chi phí có hạn đó. Xong, em xong rồi, vậy rồi em đưa chị lục coi. Xin phép. Wow, hai món ăn thể hiện được gu ẩm thực của Hương Ly cũng khá là gần gũi, giản dị, giống đơn giản như con người em vậy đó, giống như con người vậy đó. Bây giờ để mà nấu hai món này á thì chị cũng như em vậy đó, chị thích ăn hơn là nấu, cho nên mình sẽ chào mừng đến đây hai. Vậy là có người khác nấu cho em ăn cái này hả? Nãy giờ em nghĩ chị nấu. Chị cũng thích nấu cho em ăn lắm á, nhưng mà tại các bạn mê em quá cho nên là dành phần của chị muốn đến đây để thể hiện tài nghệ và nấu các món ăn mà em yêu thích. Xin chào mừng hai bạn fan mộ của Hương Ly, đó là Đức Khương và Nhật Tiến. Xin mời hai bạn. Yeah, đẹp trai quá. Trời ơi. Trời ơi, người mẫu mà fan mộ cũng toàn người mẫu không vậy trời. Thế là đẹp trai, biết nấu ăn. Bây giờ hai bạn giới thiệu một chút xíu về mình nè, mời bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Tiến. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca sĩ và người mẫu ảnh. Bạn giới thiệu một chút về mình nha. Lời đầu tiên xin cho phép Đức Khương xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Hiện tại em 20 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là ca sĩ và người mẫu ạ. Bạn nào cũng là ca sĩ và người mẫu kim đầu bếp tại gia, đa tài mà còn có sắc nữa thì thôi em cảm giác đây là hàng hiếm. Đó, em thấy đó là một quyết định chính xác khi em đến đây chưa? Đó, nhưng bây giờ để chọn được một trong hai món ăn mà Hương Ly đã order ở đây thì chúng ta sẽ lần lượt mở ba từ khóa liên quan tới Hương Ly. Thì hai bạn phải trả lời hai câu hỏi cùng một phần thử thách để giành quyền chiến thắng và lật mở từng ô khóa. Sau ba từ khóa này, ai lật mở được nhiều hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Đặc biệt trong ba khóa sẽ có một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Ai mà mở được huy hiệu thần bếp đó thì sẽ nhận được sự trợ giúp của Hương Ly trong phần nấu ăn. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên ha. Mời hai bạn cầm bảng và cầm viết lên. Mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 10 giây để trả lời. Và hai bạn sẽ ghi thật nhanh đáp án sau khi Thu kết thúc câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên là: cây gì trái hệt con tim, mùa hoa nở thắm, mùa chim én về, đố là cây gì? Đây là đố vui nha. Trái hệt con tim, mùa hoa én về là mùa xuân. Đúng rồi. 3,
2, 1, hết giờ. Mời hai bạn dơ bảng ra ngoài. À, cây nêu. Cây nêu, cây đào. Và đáp án đúng là cây đào. Chúc mừng Đức Khương đã giành phần chiến thắng và mở từ khóa đầu tiên. Bạn chọn từ khóa nào? Em mở từ khóa số 1. Rồi, từ khóa số 1, xin mời. Thích mới thấy thơm. Nãy em chia sẻ là người rất là dễ ăn, dễ nuôi. Nhưng mà có một thứ mà khiến em phải phân vân rất là nhiều. Đó là sầu riêng. Tức là chị thấy là sầu riêng khi mà ai thấy thích nó thì chị mọi thích. Người thấy rất là thơm. Rất là thích, rất là phát cuồng và ghiền lắm. Nhưng mà bản thân em thì em ăn được nhưng mà em không thấy thích, bạn cũng không thấy nó thơm. Thành ra là đối với em, món sầu riêng là một trong những món ăn mà em không lựa chọn đầu tiên. Không có nằm trong cái danh sách yêu thích dạ, của đúng em rồi, đúng không? Ăn cũng được nhưng mà không thấy thơm mà không thích. Đúng rồi, chính xác ạ. Cái cô gái này nãy giờ nói chuyện là thấy rút ra một điều cô rất là khó tính nha. Cô kiểu cũng được nhưng mà thích thì không. Đúng không? Khó chịu đó hai bạn. Khó chịu cũng đó, hơi cảm giác khó là tính khó chịu. Rồi bây giờ mình đến với câu hỏi thứ hai để lật mở từ khóa số 2 nha. Người Hàn Quốc thường ăn món canh rong biển vào dịp quan trọng nào? Em hay coi phim Hàn Quốc nè. Đúng rồi. 3, 2, 1, hết giờ. Mời đưa bạn. Oh wow. Vậy là hai bạn cũng hay xem phim Hàn Quốc đúng không? Dạ có chị ạ. Này nhìn hai bạn cũng giống Hàn Quốc ha. Kiểu cái gu ăn mặc cũng vậy đó chị. Với cái lý do đó đã mang về cho hai bạn một điểm số bằng nhau. Lý do vì sao mà người Hàn Quốc thường ăn canh rong biển vào dịp sinh nhật? Đó là do sau khi sinh, món ăn đầu tiên mà người mẹ thưởng thức là canh rong biển. Nên dòng sữa chảy ra để nuôi dưỡng đứa bé cũng mang nhiều hương vị và nguồn dinh dưỡng từ rong biển. Do đó để tưởng nhớ lại hương vị đầu đời này, nên vào dịp sinh nhật thì dù cho còn nhỏ hay đã 50, 60 tuổi, người Hàn Quốc vẫn ăn món canh rong biển để kỷ niệm ngày đầu tiên chào đời. Rồi bây giờ câu này thì hai bạn ngang điểm nhau, thắng cùng nhau, cho nên là sẽ nhờ Hương Ly lật mở một từ khóa nha. Vậy thì bây giờ em xin mở số 2 ạ. Mở số 2. Nước chấm thần thánh. Em là người miền Trung nên thành ra là em thích nước chấm. Cái loại nước chấm chua ngọt hoặc chua cay đủ vị thì em rất là dễ ăn. Những cái món ăn nào mà kiểu liên quan tới chấm là em ăn thích lắm. Đặc biệt là mấy món bánh tráng cuốn chấm. Đúng rồi, có rau với lại dạ, có chính xác, đầy đủ chất dinh dưỡng mà lại no được. Nên thành ra em rất là thích các món ăn liên quan tới nước chấm. Đó, các bạn nghe chưa? Để lát dù có nấu món gì cũng làm ơn bỏ một chén nước chấm. Một từ khóa rất là giá trị cho hai bạn. Sau hai câu hỏi thì phần thắng tạm nghiêng về bạn Đức Hương. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần thử thách cuối cùng để phân định thắng thua. Chào mừng các bạn đến với phần thử thách cuối cùng. Và phần thi này có tên là ếch vượt khó. Ếch vì vượt sao khó lại gọi như vậy? Tại vì là hai con ếch này phải lần lượt vượt qua các cái chướng ngại vật này. Như thế này. Đó, nó sẽ nhảy như thế này. Đó đó. Đó, nhảy như thế này về đích. Với điều kiện là nó không có được lật ngược như thế này. Nó có thể nghiêng nha. Nó có thể như thế này. Và sau thời gian 2 phút, con nào đi được xa hơn, gần đích hơn thì sẽ giành chiến thắng. Cuộc đua bắt đầu. Ngược rồi đó, quay lại từ đầu của em. Búng mạnh lên. Nãy chị Hà Thu làm còn lực mạnh hơn á em. Rồi, lật rồi, đi về đại nha. Em nhìn xong em không biết mấy bạn chơi chơi chứ em cứ tưởng tượng là nồi ếch nấu mẻ em trên. Búng mạnh lên em ơi. Thì lật đó, 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 nghe chị Ly là sai lầm lên, quay lại từ đầu nha. Đó, được đó. Tụi nó là lật cái là quay, đó, thấy chưa, đi về. Từ từ, từ từ. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Nói gần được rồi, được rồi, gần cái được này rồi, mà ngày thường rất là giận liền nha, giận ngang nha. Chúng ta đã có món ếch nhảy lầu rồi. Đúng mày nhảy lầu nữa kìa. No. Cố lên. Chúng ta chỉ còn 30 giây nữa thôi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh, giữ khoảng cách là được rồi. Giây. Trời ơi. Hết giờ rồi, cố lên. 10 giây nè. So con ếch nha, thì cái đầu của con ếch này có vẻ cao hơn đầu con ếch này một chút xíu. Cho nên là phần chiến thắng trong trò chơi này đã thuộc về Đức Hương. Rồi, mời các bạn quay trở lại phòng khách. Với bạn ếch vượt khó của Khương thì Khương đã lại một lần nữa giành chiến thắng để lật mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 3. Xin mời.
đồ tươi sống. Một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Lát Khương nhớ nhờ vả chị giúp đỡ nha. Bất cứ thứ gì mà em muốn. Rồi từ khóa đồ tươi sống. Em thích ăn đồ tươi sống hay không thích? Em nhăn mặt liền luôn á. Có một thời gian là em đi qua bên Nhật khoảng tầm 10 ngày. Em làm việc bên đó liên tục và kiểu là ăn đồ lạnh mỗi ngày á. Nguyên liệu thì rất là ngon, nhưng mà riêng em không thích. Bởi vì em bị mang nặng một cái tâm lý mà hồi nhỏ mình hay học á chị. Là ăn chín uống sôi của người Việt Nam. Nên thành ra khi mà em lớn á, bất kỳ đồ ăn nào mà em phải cảm giác là nó nóng, nó chín thì em sẽ ăn rất là ngon miệng. Còn những mà đồ mà em cảm giác còn tươi mới quá, ăn vẫn được, nhưng mà kêu chọn ăn thì em sẽ không chọn. Không, nhưng mà thật ra Hương Ly là một cô gái truyền thống, đơn giản, gần gũi thật. Đơn giản là ví dụ hai món ăn mà bạn order là hai món ăn rất là thân thuộc, bún bò và cơm tấm. Tôi nghĩ là chắc hai bạn làm được món này đúng không? Dạ, được. Hương là người miền Bắc thì có vẻ là hai món này có xa lạ với mình không? Tại bún bò thì thường là miền Trung ha, cơm tấm là miền Nam. Miền Nam. Dạ không, thường thường thì em khá là thích cái môn nấu ăn, nên là hai món này em nấu cũng ngon cả. Wow! Với cái phần chiến thắng trong phần 1 này, mở được hai từ khóa thì mình chọn một trong hai món này. Món nào mà Khương cảm thấy là mình nấu ngon hơn chẳng hạn? Vậy thì em xin phép chọn món cơm tấm ạ. Cơm tấm. Khương sẽ chọn món cơm tấm. Vậy bún bò. Dạ rồi. Thế thuộc về bạn. Nấu được bún bò chứ nhỉ? Dạ được, em cũng là người miền Trung cho nên em rất là thích ăn bún bò. Vậy là đúng tủ rồi. Và ngoài ra thì Khương còn có lợi thế thứ hai là được chọn bếp. Mà... bếp trái và bếp phải. Em mới chọn bếp phải. Chọn bếp phải. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào gian bếp của Khẩu vị ngôi sao và đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục Khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị quay trở lại với gian bếp của Khẩu vị ngôi sao. Và hai đầu bếp điển trai của chúng ta đã sẵn sàng rồi với những thử thách nho nhỏ như sau. Bạn Khương thì có hai cái ly đặt bóng bàn ở hai tay như thế này, vừa nấu ăn vừa giữ làm sao cho bóng không rớt ra khỏi hai cái ly này. Rồi còn Tiến thì sẽ có một cái nón bảo hiểm màu đỏ rất là xinh, cộng thêm ba quả bóng màu cam, vừa nấu ăn vừa giữ cho khỏi rơi thôi. Rồi chúc hai bạn thành công với việc giữ bóng. Và đồng thời trên những nguyên liệu ở đây thì sẽ có một vài thử thách dành cho Hương Ly. Ủa? Bạn... ủa sao em thử cười thách đó. Dành cho em hả? Em đang tưởng là thử thách đó dành là cho sự các hỗ bạn. Hỗ trợ về tinh thần của em dành cho các bạn để các bạn có thể nấu nướng tập trung hơn và ngon hơn. Ví dụ trên một vài món nguyên liệu mà các bạn cần dùng, cái nào mà có thử thách thì các bạn hãy gọi to tên của Hương Ly. Hương Ly sẽ giúp đỡ các bạn thể hiện những cái thử thách đó để các bạn có thể dùng được cái nguyên liệu đó nha. Bây giờ Hương Ly và Thu sẽ ra phòng khách để nhường gian bếp cho hai bạn bắt đầu nấu nướng nha. Dạ. Mời hai bạn. Cố lên. Mời Hương Ly. Hương Ly ơi, bây giờ Hương Ly có tự tin trước những cái thử thách mà lát Hương Ly sẽ giúp các bạn để có thể vượt qua không? Tại Thu thấy ở đó có một cái tấm gì trơn trơn. Thật ra thì nãy thì em nhìn thấy là em cũng khá là mệt mỏi đó. Mệt mỏi ha. Không biết có bạn nào cần nhờ Hương Ly giúp đỡ gì không? Dạ, chào chị Hương Ly ơi. Rồi. Dạ, hiện tại thì bên em đang rất là thiếu thịt đó chị. Không biết là chị có thể giúp em được không ạ? Được, em đọc cái thử thách mà cần chị Hương Ly giúp đỡ nha. Chị Hương Ly không có quyền được từ chối luôn đúng không mọi không, người? Không, chị được, chị cứ được từ chối. Chị từ sẽ chối có một món bún bò không có bò để ăn. Rồi ok, chị thích thịt bò lắm, chị sẽ giúp em. Dạ vâng, thử thách của em đó chính là đưa tay vào chiếc thùng bí mật, tìm và đoán tên 5 loại rau củ quả bất kỳ. Rồi. À, thò tay vô thôi vậy thôi. Thò tay vô và nói đúng tên mới được đem ra nha, sai là không có tính nha. Bởi vì em thích ăn thịt bò nên em sẽ rất là cố gắng. Rồi. Chị ơi, chị yên tâm. Bây giờ sao lạnh quá vậy? Lạnh, nước lạnh mà, nước lạnh để bảo quản rau củ tươi á. Lạnh quá chị Thu. Lạnh quá hả? Bóc một thứ lên khỏi nước đá đi rồi mình đoán sau được. Em đang nghĩ là nó có thể là dưa leo hoặc là cà rốt. Em đang rờ cái mắt mà em cảm thấy là cái mắt nó cũng không quá nhiều thôi, em mạn phép đoán dưa leo. Yeah. Ôi lạnh quá thật sự. Cái trái dưa leo lạnh quá. Rồi tiếp tục. Rồi lạnh quá. Một cái gì đó. Sao rồi quả thấy cái gì? Củ khoai tây vậy ta. Nhưng mà vấn đề là nó lạnh quá, cơn lạnh nó khiến em không nghĩ. Tê tay rồi đúng không? Tê tay. Mạnh dạn đoán củ khoai tây xem này. Công nhận Hương Ly rất là xuất sắc. Vậy thì tiếp tục mới có 2 món, còn 3 món nữa. Rồi cái này dễ quá. Cái này rồi cái biết liền, quả ốc chuông. Chuẩn bị một món nữa. Nãy giờ rồi tặng. Cái này nó to. Cái này là hồi nhỏ em thích lắm. Đói nhanh không lạnh. Quả đu đủ. Trời ơi, cái này mà làm cà sóc hoặc làm gỏi là y bài. Chị nghĩ là cái trò chơi này sinh ra dành cho em luôn á. Ly, sao em giỏi quá vậy?
Còn một cái nữa, sao mọi người có thể chọn những quả dễ như vậy hả mọi người? Coi thường khả năng của em quá. Chính xác. Và đây là một phần thử thách rất dễ dành cho Hương Ly. Rồi, mời em trở lại với phòng khách nha. Cảm ơn. Hương ơi, miệt mài quá nhờ. Mình có thử thách gì cần Hương Ly giúp đỡ em không? Em chưa kịp ngồi xuống luôn á, chị Hà Thu đã nhắc tới thử thách rồi. Em biết không, kiểu người ta vậy, trước sau gì cũng phải làm á, thôi mình làm xong mình nghĩ. Làm xong em nghĩ, đúng không? Em có một cái thử thách ở đây, đó là đi chân không qua một đoạn thảm gai và một đoạn ván trơn trượt để mang nguyên liệu gia vị về cho người chơi cần tìm đến bếp. Nhưng mà nguyên liệu em đang cần tìm là gì? Nguyên liệu của em đang cần tìm đó là một chút dưa leo và hành và tỏi ạ. Đi thôi đúng không mọi người bây giờ? Nhưng mà mình đi tìm nguyên liệu nha Hương Ly ơi, tại vì tìm ở trong liệu. Cái căn phòng này sẽ có ba cái nguyên liệu mà bạn vừa nói giấu ở một nơi nào đó. Mình bước qua hai cái thảm này xong rồi mình sẽ đi tìm dưa leo, hành, tỏi. Rồi ok, bây giờ sẵn sàng. Đi thôi mà. Cẩn thận nha. Thôi đi bình thường thôi chạy. Ướt quá. Ủa, đây mà. Là lấy cho em thôi phải không? Hương Ly ơi, Hương Ly, cái này đó là phần mẫu tôi không sử dụng được. Là em phải đi kiếm. Đúng rồi, mình phải tìm ở một nơi nào khác. Dưa leo. Không phải ở trong gian bếp nha Hương Ly ơi. Không phải luôn. Ở trong phòng khách. Ở trong phòng khách. Không có trong đó nè, cái này là hả? Đồ giấu của chị. Mọi người giấu đâu kỹ quá vậy. Dưa leo quá sao. Coi tình ngóc ngách nè. Chị thấy là kho báu nằm gần em lắm rồi đó. Em thấy rồi nha mọi người. Đây, nhưng mà không có dưa leo. Đây mình, đây cũng là công sức của em đó, cho rồi, nên mình có thể okay, lấy luôn. Cảm ơn chị. Rồi, Ly ơi Ly, mời em về. Ly ơi, qua cầu để đi về nào Ly ơi. Qua cầu bên này. Đúng rồi, cầu từ bên này. Cái này là nãy mình đi mình cũng tự tin lắm. Nhưng đúng. Mà từ hồi mình đi qua tới đây nha. Mình sợ nè. Đi đi nhẹ nhàng thôi nè. Trơn nè. Trơn quá. Rồi. Ok, của em đây. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Nhớ nấu cho ngon nha. Được rồi ạ. À, chào rồi. Chị. Chị đang chờ đợi thử thách của em đó. Em chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ còn chờ một cái nguyên liệu mà rất là quan trọng. Đó là bún á chị. Rồi, đọc chị nghe thử thách nữa được không? Thử thách đó là hãy hát 5 bài hát theo chủ đề mà MC yêu cầu. Wow! Em hát chắc hài dữ lắm. Cho nên là em mang niềm vui đến cho mọi người là được rồi. Bây giờ chị sẽ chọn chủ đề cho em, chủ đề nào dễ thương chút xíu ha. Về động vật đi. 2, 3, bài đầu một tiên. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp, cặp cặp cặp. Hai con thằng lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằng lằn buồn thiêu gọi chúng đến mới mang cho. Bắp kim thang cà lan bi rờ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu ma té. Chú bán ếch ở lại làm chi. Con lê lê đánh trống thổi kèn. Con bìm bìm thổi tò tí tê tò tê. Đúng 5 con luôn. 3 con. Chứ một bài, có bài hát con. 5 bài hát. Chứ không có nói 5 con. Hai bài gì ta? À, ai bao chăn châu là khổ. Chăn châu sương lắm chứ. Ngồi mình châu phân ngọn cơ lâu. Và mình hát nghèo ngào. Đó là bài thứ tư và bài gắn liền với tuổi thơ em luôn đó. Còn một bài cuối cùng. À, trong kia đàn gà con lông vàng. Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. Cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton. Yeah, yeah. Hát hay mà, Hương Ly hát hay quá trời. Bài trẻ con á chị. Là em hợp với mấy cái đó đúng không? Chứ còn khi mà trưởng thành một xíu là em cảm giác là mình không còn hợp. Vậy là không? Em phải cảm ơn chị đã chị dọn một cái chủ đề rất là dễ thương mà hợp với em nha. Em cảm ơn chị Hà Thu vì đã ủng hộ rất nhiều. Lát cho chị ăn ké là được nha. Không, cái chuyện ăn uống là không được nha. Ồ, đổ lật mặt liền vậy luôn. Đương nhiên rồi chị. Ủa, em đổ công sức ra để em được ăn ngon á chị. Ok, ok. Phương ơi, chị Hương Ly chị không có tốt với chị lắm á, cho nên là còn cái thử thách gì đó khó khó không em? Em còn một cái thử thách nữa khá là khó chị Hương đó, Ly. Khó vào em, khó thật khó vào. Đọc chị nghe thử coi. Bịt mắt và người đoán trúng 5 loại rau. Cái nguyên liệu cái em cần là gì Hương ơi? Nguyên liệu em đang cần đó là một miếng thịt thật là ngon để làm món cơm tấm của em ạ. Chị bắt đầu nè, chị sẽ đưa cho em một cái lá để em ngửi. Rau diếp cá. Chính xác. Cái mùi đập chân luôn. Chị nói là em rất là giỏi mấy cái này mà. Cái này em cũng thích nữa. Đây là rau húng lủi. Húng lủi, chính xác. Cái thứ ba nè.
Trời ơi, toàn cái mùi hương mà mình thích ơi là thích rau răm. Trời ơi, chị thấy cái con đường hại em của chị nó gian nan quá rồi Hương Ly ơi. Chính xác. Rồi cái thứ tư nè. Trời ơi, ăn bún bò mà thiếu cái này là không có được. Rau quế. Chính xác, giận ghê á. Sao gì cũng biết hết trời. Cái rau cuối cùng nè. Rau này không biết có dễ với em không chứ chị là thấy khó đó. Em thích cái mùi này lắm á. Là em biết luôn. Em biết luôn. Bởi vì em hay ăn món nước như kiểu là phở hay là bún bò là lúc nào em cũng phải ngắt cái này vô. Bởi vì đây là rau ngò gai. Rất thơm. Chính mùi xác. Ngò gai. Lại một lần nữa công nhận sự đảm đang của Hương Ly. Nguyên cái dĩa này hương vị không thể nào thiếu cho một món, đó là món bún bò ngày hôm nay luôn á. Đúng. Bún bò nó sẽ rất ngon. Nếu em chia sẻ với chị cho em được 10 điểm. Em ăn 2 muỗng, chị ăn 1 muỗng thôi. Ok, đồng ý nha. Đồng ý, ok, chốt nha. Đơn nha. Chốt đơn. Rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút để các bạn có thể tập trung nấu nướng và lát chúng ta sẽ quay trở lại thưởng thức nha. Rồi, ok. Rồi, mời Hương Ly. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là phần thưởng thức ẩm thực. Hương Ly đã chờ đợi rất lâu rồi để nghe được mùi thơm của cơm tấm nè. Và bún bò. Thơm của bún bò nè. Bây giờ muốn thử món nào trước nè? Chị chọn trước một món giùm em được không? Chị chọn trước đúng không? Thì chị sẽ ăn món khô trước, chút mình ăn món nước sau thì nó hợp lý hơn. Vậy thì mình sẽ chọn cơm tấm thử trước nha. Thôi chén nước mắm đó nha. Bên này là ớt với chanh. Bên này là thiếu chén nước chấm rồi đó. Thiếu chén nước chấm rồi. Để ý. Cái này là không được, người ta đã nhắc đi nhắc lại rồi. Một cái ba từ khóa quan trọng thì giận hết sức. Giận rồi. Sao nhưng mà để coi hương vị xem thử nè. Rồi bây giờ ăn thử món cơm tấm trước xem bớt giận chút nào không nè. Đó. Rồi. Không, của chị đi, phần thôi, của chị. Thôi em ăn trước đi nãy giờ. Ủa, em chờ vậy? Đợi mỏi mòn. Người vậy ta thì... làm cho em mà tự nhiên bảo chị ăn ngại chết. Vậy thì em xin phép được thử trước nha. Mời em. Đương nhiên là không thể nào thiếu nước mắm. Nước mắm. Ngon quá. Ngon quá, em muốn chia sẻ cho chị luôn á. Chỗ này được quay tiếp được không mọi người? Cái vị thịt nướng á, nó mang đến một cái mùi hương cho em. Kiểu cái mùi hương nó là vậy. Bây giờ em thử cơm tấm nè. Chút cơm tấm. Em cảm giác là khi em gặp chung cái món em thích em dễ tính hơn hẳn luôn á. Được, hợp lý, nghe có vẻ hợp lý đó em. Có vẻ chị rất là thích cái món cơm tấm này, cảm ơn em rất là nhiều. Chỉ cần một chén nước mắm thì chị Hương Ly đã dễ tính hơn rất nhiều rồi. Bởi vì cái phần nước chấm này rất là ngon, thành ra khi chị ăn á chị quên hết tất cả mọi thứ á, chị kiểu là trời ngon quá, chị biết tập trung vào việc ăn. Chị quên em luôn, chị quên ai đã nấu cái món này luôn. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Giờ mời Ly uống miếng nước nè. Đây. Chị Hà Thu chăm sóc em cẩn thận quá, mọi người không muốn về luôn á. Em đừng có mê chị nha. Chị chỉ là làm tròn vai trò và nhiệm vụ thôi. Vậy thì sau này chắc ai may mắn lắm mới gặp được chị Hà Thu nè. Cảm ơn em. Trời ơi, nãy giờ chị đối xử tốt với em. Mong nhận lại chị được câu đó. Chị để một câu nói cao cuối cùng đúng không? Đúng rồi. Thôi lại lấy tiếp vậy, nói như vậy làm sao? Bây bún giờ bò. Bún bò nhiều bò nè. Có mỗi chị đối xử với em vậy thôi á, bún bò nhiều bò. Rồi ok. Này, cảm ơn chị Hà Thu. Bây giờ thử miếng bò đầu tiên. Thơm ha, nghe mùi rất là thơm luôn. Mùi bún bò đúng nè. Đúng là rất thơm, luôn là những món ăn mà em rất là yêu thích. Chỉ cần mà đi làm về hoặc tất cả mọi thứ, khi mà em quá mệt mỏi ăn một tô bún bò, một dĩa cơm tấm là em hạnh phúc rồi. Thì hai chị em mình cũng hợp nhau đó, đến với nhau được đó em. Nó đến với nhau được đó em. Chị một tuần là chị phải ăn chắc là 5 bữa sáng bún bò á. Bún bò ngon quá. Mặc dù bỏ qua phần nước chấm hơi thiếu. Nhất là phần nước chấm đó chị à. Nhưng mà cái hương vị bún bò cũng vẫn ngon, rất ngon. Có thể bỏ qua châm trước cái phần kia được phải không? Châm trước được, bởi vì cái hương vị của cái nước nó đậm đà là em quên luôn cái phần chấm. Cái hương vị rất là chuẩn của người miền Trung luôn á. Cái món này rất là bạn chuẩn. Bạn cười tủm tỉm kìa, nãy giờ bạn nói là bạn rất thích ăn bún bò. Nhưng mà cho nên bạn nước chấm nha em. Bây giờ chia sẻ một chút xíu về những cái tình cảm mà mình gửi gắm trong món ăn này, cũng như gửi một lời chúc gì đó đến chị Hương Ly ha. Có một cái kỷ niệm là bà nội em là người Huế. Cho nên là còn nhỏ bà hay rất là thích nấu cái món bún bò Huế này cho cả gia đình ăn.
sau này khi lớn thì em cũng thích cái món bún bò và thích tìm hiểu để nấu được cái món bún bò sao cho nó rất là đậm đà cái miền Trung nhất. À, rồi giờ chúc chị Ly câu gì thật hay để chị siêu lòng bù lại cái chén nước chấm. À, xin chúc cho chị Hương Ly là luôn xinh đẹp, thành công, vui vẻ, hạnh phúc trên sự nghiệp cũng như là trong chuyện tình cảm sau này. Đó, phải có cái cuối cùng nha. Đó, cảm ơn em. Bây giờ gửi gắm một chút tình cảm của mình như thế nào vào món ăn. Bởi vì cái món cơm tấm này nó khá là dễ nấu và nó thích hợp với đồ ăn nhanh. Và như những người đang làm nghệ thuật như chị Hương Ly, và em luôn luôn chúc cho chị là có một sức khỏe dồi dào, mãi mãi xinh đẹp như vậy và đóng góp cho nghệ thuật nhiều hơn. Cảm ơn em, cảm ơn hai em rất là nhiều. Rồi cái phần mình nói lời yêu thương cũng đã kết thúc rồi đó. Hương Ly, bây giờ mình nói lời cay đắng nè. Nói lời cay đắng là mình chọn ra một người thắng thì còn người thua lại. À, đó là lời cay đắng. Đúng rồi. Thực sự thì khi mà em ăn hai món ăn này á, có một cái món ăn mà khiến em cảm giác là nó sát với cái hương vị mà em mong muốn nhất. Thì em thích món bò hơn. Một cái hương vị thân thuộc. Chúc mừng Nhật Tiến. Cảm ơn chị. Và cảm ơn em, cảm ơn Khương đã làm một món rất là ngon cho chị. Rồi bây giờ mời Hương Ly tặng giải thưởng của chương trình cho Nhật Tiến nha. Rồi, chị nghĩ rằng là xứng đáng với cái hương vị em mang lại hôm nay cho chị. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Hương Ly đã đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và mang đến đây những chia sẻ thật lòng, chân thành cũng như một năng lượng rất là tích cực từ cô nàng người mẫu rất là mạnh mẽ này. Và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.